Xin chào quý vị và xin chào các bạn. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2023. Ngọc xin chia sẻ đến quý vị một vài cái news xoay quanh cái chủ đề mà rất là hot hiện giờ giữa bên Quốc hội, bên chính quyền Tổng thống Biden và người dân chúng ta đang phải đối mặt, đó là nước Mỹ hiện giờ đã chạm cái khoản nợ trần. Cái debt ceiling crisis này là một cái chủ đề rất là hot trên những cái trang social media và quý vị biết rằng là bên GOP á, và bên phía chính quyền của Tổng thống Biden á, là cũng đã ngồi lại với nhau họp rồi. Nhưng mà bên phía chính quyền của Tổng thống Biden thì Ngọc có nghe bà phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc nói rằng là bên phía của Tổng thống Biden sẽ không có thỏa thuận gì cả. Bây giờ phải bên Quốc hội phải làm sao để tăng cái khoản nợ trần này lên để chính phủ Mỹ có thể tiếp tục mượn nợ và tránh những cái default. Thì bên phía GOP thì họ lại đưa ra một cái ý kiến trái ngược, là bây giờ cái khoản nợ đã tăng cao quá rồi thì bây giờ phải tìm cách để mà giảm cái nguồn chi của chính phủ bằng cách này cách khác. Thì Ngọc có thấy một cái bài báo họ chia sẻ về một cái lá thư, và trong cái lá thư này á, là GOP gửi, tức là bên đảng Cộng Hòa gửi cho Tổng thống Biden. Thì trong cái lá thư này nó nói với một cái nội dung chính là ai lãnh trợ cấp welfare thì phải đi làm, và cái này chỉ là một cái đề xuất cho welfare reform quý vị nha, một cái đề xuất, một cái lá thư thôi, nó không có phải là cái luật gì cả. Mình xem, mình nghe để mình tham khảo về những cái news, những cái tin tức trên trên mạng xã hội hiện giờ người ta đang bàn về những cái chủ đề hot này. Thì đối với cái chương trình welfare đó thì Ngọc có thấy một vài cái comment có vẻ như là hơi nhầm lẫn giữa cái welfare và những cái chương trình tax credit. Nhiều khi Ngọc chia sẻ về tax credit thì mọi người nói rằng là lo đi làm đi, sao suốt ngày cứ chia sẻ về những khoản trợ cấp. Thực sự cái chương trình tax credit nó không phải là trợ cấp xã hội. Đó. Welfare là một cái khoản trợ cấp xã hội thì được bao gồm những cái chương trình sau đây. Cái chương trình trợ cấp xã hội thì có thể quý vị lãnh từ liên bang nè, có thể quý vị lãnh từ tiểu bang, có thể quý vị lãnh từ cái chương trình của địa phương của quý vị nha. Thì ở đây á, những cái gì mà của liên bang á, thì Ngọc thấy rằng là có SSI nè, tức là tiền già đó quý vị, hoặc là tiền bệnh ha, rồi tiền food stamp, tiền SNAP, rồi tiền WIC cho phụ nữ, trẻ em và trẻ nhỏ, rồi cái chương trình TANF, cái chương trình TANF này thì Ngọc thật sự Ngọc không có tìm hiểu, Ngọc không có rành lắm. Rồi cái chương trình General Assistance là chương trình GA, thì trước chương trình này Ngọc cũng không biết. Ngọc có chia sẻ về SSI, Ngọc có chia sẻ về SNAP và Ngọc chưa bao giờ chia sẻ về WIC cả. Thì nói chung á, những cái chương trình welfare là như vậy ha quý vị ha. Chứ welfare không phải là cái chương trình Earned Income Tax Credit, welfare không phải là tiền hưu, cho nên là ở đây á, là những cái chương trình mà người ta hỗ trợ cho những cá nhân hoặc là những gia đình họ có thu nhập thấp, họ cần cái sự hỗ trợ của chính phủ để đảm bảo được những cái nhu cầu cần thiết của chính bản thân cái người đó hoặc là gia đình của họ, hoặc là và gia đình của họ quý vị nha. Rồi ở đây á, cái đề đầu tiên á, là GOP người ta nói rằng á, là bây giờ để mà giảm chi tiêu á, hoặc là thu lại những cái gì thì người ta nói rằng là đánh vào gian lận, đánh vào fraud. Tức là làm sao để quản lý chặt những cái chương trình Child Tax Credit, tín dụng thuế dành cho trẻ em, cái chương trình Food Stamp, SNAP. Đối với cái chương trình Child Tax Credit đó thì nó không phải là cái welfare, nhưng mà người ta cũng nói rằng là đánh vào cái gian lận, là yêu cầu phải có social. Còn đối với cái chương trình SNAP á, thì mình phải yêu cầu là phải có cái việc xác minh cho cái thu nhập, tại vì cái SNAP là họ sẽ dựa vào cái thu nhập, cái nguồn thu và cái nguồn chi của quý vị nữa đó, rồi cái số người trong gia đình nữa. Thì nếu như mà làm được hai việc này, đánh vào cái gian lận của hai cái chương trình này, thì chính phủ Mỹ có thể tiết kiệm được 70 tỷ. Thì đó là một cái hướng giải quyết quý vị ha. Và một cái điều nữa trong cái lá thư mà được chia sẻ vào ngày được viết vào ngày 7 tháng 2 năm 2023 và gửi Tổng thống Biden, Dear Mr. President, và được ký bởi những người thành viên của Quốc hội 1, 2, 3, 4 quý vị nha. năm thành viên của Quốc hội và gửi cái lá thư này. Cái lá thư này với cái chủ đề là welfare reform. Cái lá thư này như thế nào á, thì Ngọc sẽ đọc cho quý vị bằng cách là Ngọc dịch theo cái khả năng của Ngọc, quý vị nha. Còn cái lá thư chính là như thế này. Dear Mr. President, và ký bởi 5 người như vậy, và quý vị có thể đọc bằng tiếng Anh nếu quý vị thích. Thì Ngọc sẽ dịch cái lá thư này như sau. Cái đoạn đầu á, thì họ nói rằng á, là khi mà nước Mỹ chúng ta tiến gần đến cái bờ vực của những cái khoản nợ không thể thanh toán, tức là đã chạm cái mức nợ trần rồi. Và bây giờ họ phải dùng cái biện pháp tạm thời là extraordinary measure để mà có thể dùng cái tài khoản này, dùng cái tài khoản kia, mượn chỗ này ít, mượn chỗ kia hết để mà thanh toán những cái thanh toán những cái nợ rồi những cái chương trình mà họ phải chi trả. Đó. Thì khi mà Hoa Kỳ tiến đến gần cái bờ vực của những cái khoản nợ không thể thanh toán thì tôi viết cái thư này để kêu gọi ngài, tức là ngài tổng thống đối vị, làm việc với bên Quốc hội Hoa Kỳ để mà ban hành các cái yêu cầu về việc làm, cái work requirement, như là một cái đặc điểm của cải cách trợ cấp xã hội welfare. Vì nha, đó là cái lời đầu tiên trong cái lá thư. Và bà có liên hệ với lại gọi là với lại cái debt ceiling crisis cho quý vị, thì bà nói rằng theo phản hồi của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Ngân khố Janet Yellen gửi cho Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy hôm ngày 24 tháng 1 năm 2023, thì người ta có nói rằng là cái debt insurance period, tức là cái việc đình chỉ vay nợ đó, là bắt đầu từ ngày thứ năm 19 tháng 1 2023 cho đến thứ hai ngày 5 tháng 6 năm 2023. Thì trong cái khoảng thời gian này họ không thể nào mà tiếp tục mượn nợ, tiếp tục ban hành trái phiếu để mà có tiền, để có những cái khoản tiền đó để chi trả. Thì đó là một cái điều mà hiện giờ chúng ta đang phải đối mặt, quý vị nha. Cho nên là bên Quốc hội và bên chính quyền của Tổng thống Biden phải làm sao để mà giải quyết cái vấn đề này, để tránh cái trường hợp là nước Mỹ vỡ nợ, nước Mỹ rơi vào cái trình trạng default. Và Ngọc hy vọng và Ngọc tin rằng cái điều này không thể xảy ra được. Nó ảnh hưởng đến kinh tế, đến người dân, ảnh hưởng đến uy tín của chính phủ nữa, quý vị. Họ sẽ tìm cách thôi, họ sẽ tìm cách. Và quý vị cũng có comment nói rằng là chính phủ Mỹ không có bị vỡ nợ đâu. Họ sẽ tìm cách để mà giải quyết thôi. Thì họ có cái thời gian cho đến ngày 5 tháng 6 năm 2023. Thì trong cái lúc chờ đợi này, trong lúc này thì tất cả các ban ngành, các branches của the government, của chính phủ liên bang phải làm việc cùng nhau để tìm ra cái giải pháp trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 ha quý vị ha. Thì và người ta có nói thêm á, là Hoa Kỳ có cái lịch sử về lưỡng đảng khi mà họ làm việc liên quan đến cái trợ cấp welfare, bao gồm những cái việc liên quan đến cái bill của Tổng thống Biden 1996 Personal Responsibility and Work Opportunity, nói chung là cái luật đó. Và họ nó có liên quan đến welfare. Rồi họ cũng làm việc với nhau, họ đàm phán với nhau. Cả hai bên lưỡng đảng Dân Chủ Cộng Hòa họ đồng ý với nhau và cái đó nó thành luật ha. Thì họ cũng nhắc lại và họ cũng nói rằng á, là trong cái khoảng thời gian 10 năm 10-year period cải cách trợ cấp hợp lý, nếu như mà họ có thể cải cách cái chương trình welfare một cách hợp lý thì có thể tiết kiệm được cho Hoa Kỳ hàng tỷ đô. Đó. Thì đây là một cái cách mà họ đề xuất để có thể giảm cái nguồn chi. Giảm nguồn chi thì có thể là nó không có cần tăng nợ trần chẳng hạn ha. Hoặc là giảm một ít, tăng ít thôi, không cần tăng nhiều. Thì quan trọng hơn cả, cái việc cải cách cơ cấu đối với cái chương trình SNAP, chương trình Food Stamp đối vị, sẽ định vị tốt hơn cái việc tài trợ cho những cái người thật sự có cần những cái số tiền này. Tức là họ cho những người cần được cho những cái người thật sự cần cái chương trình tem phiếu thực phẩm. Và họ đồng thời khuyến khích những cái người mà khỏe mạnh đó quý vị, những người là người ta dùng cái từ là able-bodied people. Tức là những người này đủ sức khỏe để đi làm và đủ khả năng để đi làm. Họ không có bị khuyết tật, Quý vị ha. Thì những cái người này, nếu như mà họ lãnh những cái chương trình welfare trợ cấp của chính phủ thì họ bắt buộc phải đi làm, họ yêu cầu phải đi làm. Thì đó là một trong những cái đề nghị của cái lá thư, trong cái lá thư này. Và những cái ưu đãi của cái chương trình welfare này á, là sẽ ngăn chặn cái sự lên án của những cái người lãnh cái chương trình tem phiếu thực phẩm và sống một cái cuộc sống phụ thuộc. Thì trong cái thời gian vừa qua thì Ngọc đọc rất là nhiều cái comment nói về những cái trường hợp, ví dụ như là đơn cử một cái trường hợp là nói rằng là cái cá nhân đó là có tiền, có tài sản, có của nhưng mà người khác đứng tên. Và trong suốt cái thời gian mấy chục năm trời ở Mỹ như vậy là lãnh cái chương trình trợ cấp của chính phủ. Mặc dù là họ có tiền nhưng mà họ cũng lãnh ha. Thì ví dụ như vậy thì để Ngọc giải thích cho cái câu này, những cái ưu đãi này, những cái điều mà họ đề xuất này á, nó sẽ ngăn chặn cái việc lên án những cái người thụ hưởng SNAP, những cái người lãnh SNAP với cái cuộc sống phụ thuộc vào cái chương trình đó. Và thay vào đó những cái điều này nó sẽ khôi phục lại cái phẩm giá, cái dignity của họ. Đó, thì họ có thể là tự đi làm, tự kiếm tiền và tự tiêu cái tiền mà mình kiếm được chứ không có phụ thuộc vào những cái chương trình welfare của chính phủ. Đại khái là như vậy. Thì quý vị thấy như thế nào về cái lá thư này? Quý vị hãy comment xem thử là cái lá thư này có được lắng nghe, có hợp lý hay không, có được lắng nghe và có được thành luật hay không nếu như dựa trên những cái ý như thế này. Rồi trong cái lá thư này họ cũng nói rằng á, là yêu cầu việc làm, tức là cái work requirement, yêu cầu việc làm đối những cái người trưởng thành khỏe mạnh. Thì người ta cần phải làm cái điều này, và cái điều này nó thúc đẩy được cái sự tham gia của cộng đồng và cái quá trình chuyển đổi sang cái việc là tạm dịch là tự cung tự cấp. Quý vị có làm thì có ăn. Đó, muốn ăn á, thì là phải lăn vô bếp, muốn ăn thì phải có tiền tiêu thì phải đi làm, chẳng hạn như vậy đó quý vị. Thì khi mà bị bắt buộc là phải có đi làm thì mới được lãnh những cái trợ cấp xã hội thì người ta đi làm, nhiều khi đi làm á, đi quen làm quen tay rồi cái làm cái ham tiền đi làm nhiều khi á, nó sẽ giúp họ lên được những cái bước thang trong cái tài chính của mình, và nhiều khi họ không có cần dựa vào cái nguồn trợ cấp của chính phủ nữa và họ có thể tự lực để mà nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình của mình. Thì đó là một trong những cái ý mà Ngọc cắt nghĩa ra như vậy theo cái sự hiểu biết của Ngọc. Và họ cũng nói rằng á, là những cái đề xuất này sẽ được xây dựng dựa trên các cái hành động do chính quyền cựu Tổng thống Trump thực hiện để truy lùng, để crack down những cái tiểu bang mà lạm dụng cái quyền miễn trừ đối với những cái người trưởng thành khỏe mạnh, và họ gọi là miễn trừ, họ không có cần phải đi làm đó quý vị, để bắt đầu dưới thời cựu Tổng thống Obama. Và cái điều này nó phá vỡ cái gọi là cái poverty trap để có thể giúp đỡ được cái thế hệ tương lai, tránh hoàn toàn những cái chương trình này. Thế hệ tương lai có thể là họ sẽ không cần phải dựa vào cái chương trình trợ cấp xã hội welfare của chính phủ nữa. Đó. Và chúng ta phải hành động ngay từ bây giờ. Cái lá thư này họ nói rằng là chúng ta phải hành động ngay từ bây giờ để mà dừng tình trạng bế tắc, ngăn chặn cái sự tê liệt của nền kinh tế của chúng ta vào cái thời điểm quan trọng này. Cái thời điểm quan trọng này là gì quý vị? Lạm phát cao, bên Fed họ tăng lãi suất và kinh tế đang rơi vào cái tình trạng là cầm chừng. Đó. Rồi họ cũng có nói rằng á, thưa Tổng thống Biden, tôi rất nóng lòng chờ đợi cái phản hồi của ngài về cái bức thư này, về những cái đề nghị của chúng tôi, về những cái proposal này, và tôi rất mong được làm việc cùng nhau thay mặt cho người dân Mỹ, bởi vì những người này là những người đại diện cho người dân Mỹ. Đó là cái nội dung của lá thư, và không biết là quý vị nghĩ như thế nào về cái lá thư này. Và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Chúc quý vị có một ngày tốt đẹp. Bye bye now.